Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vừa có thêm một câu chuyện gây chấn động giới quân sự thế giới. Mới đây, Singapore tuyên bố mua thêm 8 máy bay chiến đấu F-35A. Trong khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore là ông Hoàng Vĩnh Hồng cho biết Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu F-35 ở Ukraine. Ngày 28 tháng 2, ông Hoàng Vĩnh Hồng đã giới thiệu tính năng hoạt động của chiến đấu cơ F-35 tại Quốc hội và cho biết F-35 đã được nhiều nước sử dụng trong chiến đấu thực tế, mà chiến đấu thực tế lại chính là thử nghiệm đánh giá cuối cùng. Ví dụ, chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc không kích rất thành công chống lại nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông. Và đặc biệt, gần đây, Mỹ đã sử dụng chiến đấu cơ F-35 để định vị các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Và những thông tin này được chia sẻ với các nước đồng minh NATO. Mặc dù phát biểu của ông Hoàng chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng thông tin được tiết lộ thật đáng kinh ngạc. Máy bay chiến đấu F-35 đã được triển khai quanh Ukraine và thậm chí có thể xác định vị trí của tên lửa phòng không Nga. Nhiều người trong lòng chắc hẳn sẽ có thắc mắc, F-35 là máy bay chiến đấu, nó làm sao có thể thu thập thông tin như máy bay cảnh báo sớm, thậm chí xác định được vị trí phòng không của địch. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện hết sức thú vị này. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình, mong quý vị hãy dành ra vài giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. F-35 tuy chỉ có một động cơ và tốc độ chậm, nhưng nó lại có khả năng nhận biết tình huống mạnh mẽ nhất trên thế giới. Vậy nên nó không chỉ là máy bay chiến đấu mà còn có thể đóng vai trò của một chiếc máy bay cảnh báo sớm. Chúng ta hãy xem thử báo cáo này của trang Thời báo Không quân Air Force Times Hoa Kỳ vào năm 2023. Khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, phi đội 388 của Không quân Hoa Kỳ và phi đội tiêm kích 419 của lực lượng dự bị không quân đã trở thành đội quân F-35A đầu tiên của Mỹ hỗ trợ cho NATO và được triển khai tới các căn cứ không quân của Đức. Nhiệm vụ của chúng không phải là thực hiện các nhiệm vụ không đối không, mà theo báo cáo của Thời báo Không quân, nhiệm vụ của chúng là gắng hết mức thu thập thêm nhiều dữ liệu điện tử từ các tên lửa đất đối không và máy bay phân bố khắp Đông Âu, phục vụ cho việc vẽ bản đồ để chỉ đạo các hoạt động của NATO. Đại tá Chris Andrew, chỉ huy của không đoàn tiêm kích số 388 đóng tại Đức, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng tôi chưa vượt qua biên giới, chúng tôi sẽ không bắn vào bất cứ thứ gì và chúng tôi sẽ không quăng ném bất cứ thứ gì, nhưng các máy bay chiến đấu luôn thu thập thông tin và F-35 về phương diện này đã làm được rất tốt." Theo bài báo trên Thời báo Không quân, phi công F-35 cho biết khi Nga phóng tên lửa, radar của F-35 sẽ phát hiện, sau đó F-35 sẽ đánh dấu mục tiêu, cập nhật dữ liệu và tải vào kho dữ liệu. Nhờ vậy, các máy bay khác của NATO sẽ biết họ đang quan sát mục tiêu gì và vị trí sở tại của mục tiêu. Chiến đấu cơ F-35 đóng vai trò đa dạng trên tiền tuyến. Trong cuộc chiến tranh Ukraine lần này, nó thực sự đóng một vai trò như là một chiếc máy bay cảnh báo sớm. Vậy thì F-35 rốt cuộc có loại hệ thống vũ khí nào cho phép nó làm được điều này? Về cơ bản, F-35 sở hữu 3 báu vật. Đầu tiên là radar. Radar tiêu chuẩn của F-35 là AN-APG-81. Radar này có 1.676 module truyền và nhận gallium arsenide. Dữ liệu cụ thể về radar mảng pha quét chủ động này vẫn luôn được bảo mật ở mức cao. Có rất nhiều báo cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh cho thấy cự ly thăm dò của radar này hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn có một khoảng cách lớn. Có tài liệu thì nói phạm vi phát hiện có thể đạt tới 105 km, có tài liệu thì nói có thể đạt tới 370 km. Ở đây xin đưa ra một thống kê đơn giản cho quý vị. Theo báo cáo của Thời báo Không quân, phi công đã tuyên bố rõ ràng rằng máy bay chiến đấu F-35 đã từng phát hiện ra vụ phóng tên lửa S-300 của Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, chiến đấu cơ F-35 của Mỹ có thể phát hiện các vị trí tên lửa phòng không của Nga ở biên giới NATO. Hai quốc gia NATO gần Ukraine nhất là Ba Lan và Romania. Vậy có nghĩa là nếu ở biên giới Ba Lan, thì khoảng cách ngắn nhất từ biên giới đến Kyiv, thủ đô Ukraine là 450 km. Nếu tiêm kích F-35 tiến hành trinh sát ở Romania, thì khoảng cách tới bán đảo Crimea là khoảng tầm 300 km. Dựa trên phân tích này, cự ly thăm dò của radar F-35 có thể lên tới 400 km, thậm chí 500 km khả năng cũng sẽ không thành vấn đề. Một điểm đáng để tham khảo nữa là radar AN-APG-83 trang bị cho tiêm kích F-16V có ít bộ truyền dẫn hơn
sử dụng công nghệ tương tự như radar AN/APG-81 của chiếc F-35 và radar của chiến đấu cơ F-16V thì có cự ly thăm dò có thể đạt tới 370 km. Bằng cách này, sẽ không ngạc nhiên nếu tầm phát hiện của radar F-35 lên tới 450 hoặc là 500 km. Điều quan trọng nhất là radar AN/APG-81 dù sao cũng đã được sản xuất cách đây 30 năm. Tính đến nay đã có hơn 1.000 chiếc được sản xuất. Với người Mỹ mà nói thì chúng cũng đã lỗi thời. Radar mới sẽ được F-35 sử dụng có tên là AN/APG-85. Theo thông tin từ trang web chính thức của công ty Northrop Grumman, radar này sẽ phù hợp với cả 3 phiên bản của F-35 và dự kiến sẽ được lắp đặt trên chiếc F-35 Block 17 và tất cả các phiên bản sau đó, và chúng dự kiến sẽ được triển khai sản xuất vào năm 2025. Liên quan đến loại radar này, thông tin cụ thể của nó vẫn còn rất hạn chế. Trang web chính thức chỉ giới thiệu rằng nó có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không từ xa. Ngoài ra, radar này còn có chức năng như radar khẩu độ tổng hợp SR, có thể tạo ra hình ảnh có độ phân giải cực cao. Nói một cách đơn giản, radar khẩu độ tổng hợp sử dụng sóng radar để đo vẽ các vật thể ở xa, tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao. Đây thường là công nghệ được sử dụng trên máy bay trinh sát và vệ tinh do thám. Ví dụ, vệ tinh do thám mới nhất bay trên bầu trời hiện nay, rất nhiều trong số chúng cũng đều đang sử dụng radar khẩu độ tổng hợp. Cũng chính là nói, tiêm kích F-35 hiện giờ không chỉ là máy bay chiến đấu, ném bom, cảnh báo sớm, mà còn có thể được sử dụng làm máy bay trinh sát. Báu vật thứ hai của chiếc F-35 là hệ thống nhắm mục tiêu quang điện, được gọi là EOTS trong tiếng Anh. Chúng ta có thể thấy một phần nhô ra rất rõ ràng dưới mũi máy bay, bản thân nó được làm bằng Sapphire, chính là hệ thống nhắm mục tiêu quang điện. Đây là hệ thống cảm biến đầu tiên trên thế giới kết hợp chức năng máy ảnh hồng ngoại nhìn về phía trước với hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại. Đầu tiên, chúng ta cần giải thích lý do hệ thống quang điện được đặt trong một lớp vỏ Sapphire. Lớp vỏ Sapphire này chỉ đóng vai trò như một lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài. Sapphire có giá thành tương đối rẻ, khả năng quang học rất cao, độ cứng cũng rất cao và dễ gia công chế tạo. Do đó, đây là vật liệu quang học trong suốt phổ biến. Trên thực tế, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện trên chiến đấu cơ F-35 kỳ thực là một máy dò mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại bước sóng trung bình làm từ vật liệu indium antimony, có độ phân giải 1024 x 1024 pixel. Bộ dò này có tác dụng gì? Nói một cách đơn giản, nó giống như một thiên lý nhãn, có thể nhìn rõ mọi thứ ở rất xa. Ví dụ Hoa Kỳ có một loạt vệ tinh giám sát hồng ngoại sử dụng bộ dò mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại tương tự. Mục đích của các vệ tinh này là giám sát việc Nga hoặc Trung Quốc phóng tên lửa liên lục địa. Khi tên lửa liên lục địa được phóng lên, do ma sát với bầu khí quyển, nó sẽ tạo ra một lượng lớn tín hiệu nhiệt. Tín hiệu nhiệt này sẽ được các vệ tinh do thám hồng ngoại trong không gian phát hiện. Điều quan trọng nhất là các vệ tinh do thám này cách trái đất rất xa. Vệ tinh giám sát hồng ngoại của Hoa Kỳ thường ở trên quỹ đạo đồng bộ trái đất, cách mặt đất 36.000 km. Điều đó có nghĩa là công nghệ cảm biến hồng ngoại tiên tiến của Hoa Kỳ có thể phát hiện tín hiệu nguồn nhiệt từ tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất ở khoảng cách 36.000 km. Đây là một công nghệ vô cùng ấn tượng. Hệ thống EOTS được gắn trên chiến đấu cơ F-35 có lẽ sử dụng công nghệ tương tự, nhưng do kích thước và công suất khác biệt, tầm phát hiện của nó sẽ không xa như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng với trình độ công nghệ của Hoa Kỳ thì cự ly thăm dò của hệ thống này trên F-35 phải lên tới vài trăm km là hoàn toàn khả thi. Hệ thống EOTS chỉ có một bộ cảm biến, hướng thăm dò chính của nó là phía trước và phía dưới của máy bay. Trong tác chiến không đối không, nó có thể phát hiện máy bay hoặc tên lửa của kẻ thù ngay từ cự ly xa, đồng thời cũng có thể trinh sát và chụp ảnh mục tiêu mặt đất. Công cụ thứ ba của F-35 được gọi là hệ thống khẩu độ phân tán quang điện, viết tắt là EODIS. Vậy hệ thống khẩu độ phân tán quang điện là gì? Đầu tiên, phân tán nghĩa là hệ thống này không chỉ có một bộ cảm biến. Hệ thống khẩu độ phân tán quang điện cả thảy có 6 bộ cảm biến được phân bố khắp thân máy bay F-35. Vậy hệ thống này cung cấp điều gì? Đó là tầm nhìn 360 độ không có góc chết. Nói một cách đơn giản, chính là các cảm biến hồng ngoại được lắp đặt ở nhiều góc độ khác nhau, giúp phi công khi ngồi bên trong máy bay có thể nhìn thấy mọi vật thể trước sau phải trái trên dưới máy bay. Hệ thống này là bất khả chiến bại khi kết hợp với kính ngắm vô giá của mũ bảo hiểm F-35. Ngồi trong buồng lái, phi công có thể biết được tình hình 360 độ xung quanh máy bay và cách xa hàng trăm km. Hệ thống này kết hợp với hệ thống hiển thị thông tin trên mũ đắt đỏ của F-35 tạo nên một sức mạnh vô song.
Phi công chỉ cần ngồi trong buồng lái là có thể nắm bắt được tình hình xung quanh trong phạm vi vài trăm km rõ như là trong lòng bàn tay vậy. Về lý thuyết, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện và hệ thống khẩu độ phân tán quang điện đều sử dụng bộ cảm biến hồng ngoại. Tuy nhiên, chúng ta cũng không rõ lắm về sự khác biệt về hiệu suất của hai hệ thống này. Có lẽ chỉ những phi công đã từng lái F-35 mới có thể giải thích rõ ràng được. Hai hệ thống quang điện mà chúng ta vừa thảo luận cho phép F-35 có thể tìm kiếm và thu thập tín hiệu hồng ngoại từ khoảng cách vài trăm km mà không cần bật radar. Đây mới là điều đáng sợ của F-35. Nó có thể phát hiện máy bay địch cách xa hàng trăm km mà không cần bật radar, sau đó phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Máy bay của bạn có thể bị bắn hạ mà không biết F-35 đang ở đâu. Mỹ cung cấp tọa độ chính xác cho Ukraine. Hoa Kỳ đang sử dụng khả năng nhận thức tình huống của F-35 trên chiến trường Ukraine để thu thập thông tin về hoạt động của máy bay và tên lửa Nga, đồng thời vẽ bản đồ chiến trường và xác định vị trí cụ thể của các trận địa tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400 của Nga. Sau khi thu thập được những thông tin tình báo này, Hoa Kỳ có thể chia sẻ chúng với các đồng minh NATO và Ukraine. Điều này giải thích lý do tại sao từ nửa cuối năm ngoái, Ukraine liên tục thực hiện các cuộc không kích vào các căn cứ phòng không của Nga tại Crimea. Ví dụ, trong cuộc không kích vào cảng Sevastopol của hạm đội Biển Đen vào tháng 9, Ukraine cũng đồng thời phóng nhiều tên lửa chống hạm Neptune tấn công vào các trận địa phòng không của Nga. Hẳn là Hoa Kỳ đã chia sẻ những thông tin này cho Ukraine. Hợp tác tình báo giữa Hoa Kỳ và Ukraine không chỉ dừng lại ở đó. Vào tháng 2 năm 2023, tờ Washington Post của Hoa Kỳ đã đăng tải một bài báo khẳng định rằng đằng sau mỗi mục tiêu bị tấn công chính xác của Ukraine đều có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc cung cấp tọa độ chính xác. Một quan chức cấp cao của Ukraine tiết lộ với tờ Washington Post rằng quân đội Ukraine sẽ không bao giờ bắn tên lửa dẫn đường HIMARS nếu không có tọa độ chính xác do Mỹ cung cấp. Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cũng nói với tờ Washington Post rằng việc Hoa Kỳ cung cấp định vị chính xác giúp đảm bảo tỷ lệ trúng đích của pháo binh Ukraine, từ đó giúp những quả tên lửa dẫn đường chính xác với số lượng có hạn này phát huy được hiệu quả tối đa. Phản ứng chính thức của Hoa Kỳ có vẻ thận trọng hơn. Trong một tuyên bố, tướng Lloyd Austin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, trong một thời gian dài, chúng tôi đã chia sẻ thông tin với người Ukraine để giúp họ chống lại sự xâm lược của quân Nga. Chúng tôi đã cải thiện đáng kể quy trình chia sẻ thông tin với Ukraine và cũng đã tăng tốc độ và quy mô của toàn bộ hệ thống chia sẻ thông tin. Người Ukraine chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu và quyết định tấn công mục tiêu nào. Chúng tôi trước giờ không phê chuẩn tấn công các mục tiêu cụ thể nào và cũng không can thiệp vào việc lựa chọn mục tiêu của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, toàn bộ hệ thống tấn công được tiến hành theo trình tự như vậy. Đầu tiên, quân đội Ukraine xác định mục tiêu nào họ muốn tấn công, sau đó thông tin này được gửi đến Bộ Tư lệnh cấp cao của Ukraine. Giới lãnh đạo cấp cao của Ukraine gửi yêu cầu hỗ trợ tấn công mục tiêu đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ cung cấp tọa độ chính xác của mục tiêu cho Ukraine. Ukraine sử dụng pháo binh hoặc tên lửa dẫn đường HIMARS để tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp Hoa Kỳ không cung cấp tọa độ như yêu cầu. Trong trường hợp này, Ukraine sẽ không thể tấn công bằng HIMARS. Tên lửa dẫn đường chính xác của hệ thống HIMARS rất hạn chế và đặc biệt là nó không hề rẻ. Mỗi chiếc có giá khoảng vài trăm nghìn USD. Do đó, nếu Kyiv không có tọa độ chính xác do Mỹ cung cấp, thì nước này cũng sẽ không lãng phí đạn dược vào các mục tiêu này. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine là vô cùng to lớn. Tướng Valery Zaloni, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, khi chúng tôi xác định mục tiêu, chúng tôi sẽ chuyển thông tin tọa độ thu thập được cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tọa độ mà Hoa Kỳ phản hồi lại thường khác với tọa độ ban đầu. Lý do là vì Hoa Kỳ sở hữu vệ tinh quân sự tiên tiến, chúng tôi luôn liên lạc trực tuyến với NATO và khi chúng tôi đưa ra yêu cầu, họ sẽ lập tức cung cấp cho chúng tôi tọa độ chính xác. Sau đó, chúng tôi chỉ cần tiến hành tấn công. Có thể khẳng định rằng, dựa trên bài báo của Wall Street Journal năm 2023 và phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore năm nay, Hoa Kỳ thông qua máy bay chiến đấu F-35, máy bay cảnh báo sớm và vệ tinh do thám liên tục thu thập thông tin quân sự tiền tuyến của Nga. Ví như trung tâm chỉ huy của Nga nằm ở đâu, ví như là vị trí trận địa tên lửa nằm ở đâu, chi tiết về việc triển khai quân. Hoa Kỳ biết rất rõ những điều này. Hoa Kỳ đã chia sẻ kịp thời những thông tin này với Ukraine. Sau đó thì Kyiv sử dụng thông tin này để tấn công các mục tiêu có giá trị từ xa bằng tên lửa HIMARS hoặc tên lửa hành trình Storm Shadow. Vì vậy, NATO mặc dù không trực tiếp gửi quân tham chiến trong cuộc chiến này, nhưng đã giúp đỡ Ukraine trên nhiều phương diện, không chỉ cung cấp trang thiết bị quân sự và đào tạo nhân lực quân sự có liên quan, mà quan trọng hơn là cung cấp những thông tin tình báo và chiến trường quan trọng này, cũng bằng như vẽ bản đồ chiến trường giúp cho Ukraine. Nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và NATO,
Rõ ràng là Ukraine rất khó có thể đạt được những chiến thắng như hiện tại. Tuyến vận chuyển Biển Đen của quân đội Nga bị gián đoạn. Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy vào đêm ngày 9 tháng 3, nhà máy Antberiev ở thành phố Takarov, cơ sở sản xuất thủy phi cơ BE-200 duy nhất của Nga, đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các bức ảnh vệ tinh chất lượng cao cho thấy nhiều cuộc tấn công vào các nhà máy công nghiệp, trong đó có 2 lần xảy ra tại xưởng sản xuất chính. Thời điểm đó, xưởng này có thể đang thực hiện bảo trì máy bay cảnh báo sớm A-50. Vụ việc này cho thấy hệ thống phòng không được triển khai xung quanh công ty máy bay Beriev có thể đã không đóng vai trò gì trước cuộc tấn công của Ukraine, khiến mọi người đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của chúng. Phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy một máy bay cảnh báo sớm A-50 đã đi vào nhà máy trước khi xảy ra vụ tấn công, và chiếc máy bay đó có thể đang được bảo trì vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Nguồn tin Nga cho biết chiếc A-50 này chính là chiếc máy bay bị hư hại trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Machulik ở Belarus vào tháng 2 năm 2023. Chỗ sâu bên trong cơ sở bị phá hủy này còn có một chiếc máy bay vận tải đường thủy BE-200 đang được chế tạo. Phân tích cho rằng, mặc dù không có dấu hiệu cháy rõ ràng trong nhà chứa máy bay và cũng rất khó đánh giá mức độ nghiêm trọng của đám cháy, nhưng nếu máy bay không người lái xuyên qua mái nhà thành công, trọng tải của máy bay không người lái sẽ đủ để gây hư hỏng cho thiết bị và máy bay bên trong. Họ kết luận rằng, nếu chiếc A-50 vẫn còn ở nhà máy sản xuất máy bay Beriev thì chắc chắn là nó đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công, vì nhà máy bị tấn công là nơi duy nhất trong công ty có thể chứa chiếc máy bay A-50 này. Lực lượng Ukraine có thể đã sử dụng máy bay không người lái Lyuti trong cuộc tấn công với trọng lượng chất nổ mang theo ước tính khoảng 75 kg. Một chi tiết thú vị trong vụ việc này là nhà máy cũng như toàn bộ thành phố Takarov của Nga vẫn luôn được bảo vệ bởi hệ thống phòng không tầm xa, với ít nhất một tổ hợp hệ thống phòng không tên lửa S-300 hoặc S-400 ở khoảng cách 2,5 km về phía tây của cơ sở này. Vào thời điểm tấn công, các hệ thống phòng không này lại không có phản ứng gì với máy bay không người lái. Trong vài tuần qua, lực lượng Ukraine cũng đã tiêu diệt tàu tuần tra Sergei Kotov của Nga và ít nhất 6 máy bay tấn công Su-34. Trong đêm ngày 4 và ngày 5 tháng 3, lực lượng đặc nhiệm Ukraine hay nhóm 13 đã thực hiện cuộc tấn công có mục tiêu vào tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen. Lực lượng đặc chủng hợp tác với Hải quân và có sự hỗ trợ của Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine đã hỗ trợ cho cuộc tấn công này. Giám sát vệ tinh các căn cứ Su-34 của Nga cũng cho thấy ít nhất 6 máy bay tấn công Su-34 đã bị phá hủy trong 2 tuần cuối tháng 2. Ukraine cũng sử dụng một số phương pháp đặc biệt để đưa ra phán đoán như vậy. Bắt đầu từ mùa thu đông năm 2023, đã có nhiều báo cáo về việc nhân viên lực lượng hàng không vũ trụ Nga sơn hình máy bay trên mặt đất tại đường băng sân bay của họ. Người Nga đang sao chép nhiều loại máy bay dưới dạng này, từ máy bay chiến đấu Su-27, Su-35, máy bay tấn công Su-34 cho đến máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Cách làm khó hiểu này tính cho đến nay đã được phát hiện tại 9 sân bay quân sự. Và trong khi lời giải thích phổ biến là các bức vẽ của họ có thể là để ngụy trang nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, mục đích thực sự có thể là để đánh lừa kẻ thù theo cách này. Vào thời điểm đó, có suy đoán phổ biến cho rằng những bức tranh này được sử dụng để đánh lừa các máy bay không người lái vốn dựa vào cảm biến quang học để nắm bắt mục tiêu, tạo ra mục tiêu giả trên thị giác để đánh lừa đối thủ. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây được tổng hợp từ hoạt động giám sát lâu dài các căn cứ không quân của Nga gần tiền tuyến Ukraine đã làm dấy lên những cuộc thảo luận mới và đưa ra những giải thích mới. Nhà phân tích hình ảnh vệ tinh Brady Afric đã giới thiệu địa điểm mà người Nga chế tác hình dáng của máy bay, hoặc trong một số trường hợp nào đó là những bức vẽ đầy màu sắc. Những bức vẽ này, dù theo bất kỳ cách nào cũng đều thiếu tính chân thực. Chúng không có bất kỳ bóng ảnh, chi tiết hoặc dấu hiệu radar nào, và chúng không bao giờ chuyển động qua. Trên thực tế, chúng rất khó đạt được mục đích lừa dối. Ngay từ đầu, sẽ không có ai hướng dẫn máy bay không người lái đến một mục tiêu sai lầm như vậy. Tuy nhiên, người Nga lại rất hào hứng với những việc như vậy. Những quan sát với 4 sân bay trước đây cho thấy 6 chiếc Su-34 vẫn chưa quay trở lại căn cứ không quân tại quê nhà. Giờ đây, số sân bay chứa đầy máy bay giả được vẽ ra đã tăng lên 9. Điều này đồng nghĩa với việc không quân Nga có thể còn nhiều máy bay chưa quay về. Có phân tích cho rằng, có thể được sử dụng tình huống này để xác định tổn thất thực tế của máy bay Nga thông qua hình ảnh vệ tinh. Đặc biệt, trong tình huống không thể xác nhận các vụ máy bay bị bắn rơi, Ukraine có thể quan sát sự vắng mặt của máy bay tại các sân bay Nga thông qua vệ tinh trinh sát
như là một công cụ bổ sung để đánh giá tổn thất thực tế của quân đội Nga. Điều này cũng đã đưa ra một lời giải thích khác cho những hành vi kỳ lạ của phía Nga. Mục đích các bức vẽ này có thể chỉ là một thủ pháp để che giấu những tổn thất thực sự của không quân Nga. Những chiếc máy bay giả được tô vẽ ở sân bay Nga có thể là danh sách thiệt hại thực tế của máy bay quân sự Nga. Trên thực tế, những bức vẽ này chủ yếu được tìm thấy ở các sân bay gần tiền tuyến thay vì ở các căn cứ hậu phương sở hữu những chiếc máy bay đắt tiền và quan trọng về mặt chiến lược. Điều này đã ủng hộ cách nói rằng những đồ giả này là danh sách thiệt hại, bởi vì khả năng bị thiệt hại của những máy bay đóng tại các căn cứ tiền phương lớn hơn nhiều so với hậu phương. So với lực lượng không quân, trang bị hư hỏng nặng nề nhất của Nga có lẽ là xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Giống như trường hợp của xe tăng, kho dự trữ xe bọc thép chở quân BTR và xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga được coi là sâu không thấy đáy. Đồng thời, việc sản xuất xe tăng và xe chiến đấu bộ binh vẫn tiếp tục tại các nhà máy Kugan và Uran. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2023, thiết bị bọc thép của Nga đã bị tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là trong trận Adipka, khiến lượng tồn kho xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh bắt đầu chạm đáy. Lực lượng thiết giáp Nga đang có dấu hiệu mệt mỏi và già đi nhanh chóng. Đồng thời, những chiếc xuồng cảm tử không người lái của Hải quân Ukraine đang gây ảnh hưởng đến trận chiến ở Biển Đen. Những chiếc thuyền robot được gọi là phương tiện mặt nước không người lái USV đã đánh chìm rất nhiều tàu chiến của Nga. Vào cuối tháng 2, hai tàu của chính phủ Nga đã làm một việc hết sức bất thường. Tàu vận tải Sparta 4 và tàu chở dầu Yat khởi hành từ căn cứ Nga ở Tartus, một thành phố trên bờ Địa Trung. Trước cho thấy thủy thủ trên tàu đổ bộ Shishkunikov thuộc hạm đội Biển Đen dùng đèn pha rào quét mặt biển khi phát hiện xuồng tự sát Magura P5 Ukraine áp sát trong đêm. Các thủy thủ Nga liên tục dùng súng máy, súng bộ binh bắn vào xuồng tự sát, trong khi nó cơ động ra xa để tìm góc công kích phù hợp. Nhưng đây chỉ là một trong nhiều xuồng Magura P5 được Ukraine triển khai thực hiện đòn tấn công hiệp đồng. Và trước khi đi vào câu chuyện chính ngày hôm nay, mong quý vị hãy dành ra vài giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Hải quân Ukraine dùng 10 xuồng tự sát tấn công tàu Shishkunikov. Trong trận chiến kéo dài 20 phút, thủy thủ tàu Nga phá hủy 4 xuồng tự sát đầu tiên, nhưng chiếc thứ 5 đâm vào phần đuôi khiến chiến hạm mất khả năng cơ động. Một kênh Telegram Nga cho biết, sau khi tàu Shishkunikov ngừng di chuyển, xuồng tự sát Ukraine tiếp tục đâm vào nửa sau thân chiến hạm ở mạn trái nhằm làm lật tàu. Chiếc xuồng thứ 9 lao vào lỗ thủng trên thân tàu và gần như phát nổ bên trong. Không có cách nào cứu con tàu đang nghiêng về mạn trái. Fighter Bomber, tài khoản Telegram của một phi công tiêm kích Nga cho biết, từ lúc phát hiện xuồng tự sát của Ukraine tới khi chiến hạm ngập hoàn toàn là hơn 40 phút. Thủy thủ đoàn rời chiến hạm bằng xuồng cứu sinh, không tổn thất về nhân sự, mang theo toàn bộ tài liệu mật của một phần thiết bị nhạy cảm. Chiếc xuồng tự sát thứ 10 của Ukraine ở phía xa theo dõi chiến hạm Shishkunikov đang chìm, sau đó tìm cách tấn công tàu kéo đi cùng, nhưng bị thủy thủ trên đó bắn hạ. Tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR trước đó công bố video cho thấy một xuồng tự sát của nước này lao về phía Shishkunikov. Video cho thấy đài chỉ huy của con tàu đang bốc cháy, cùng một số vệt đạn súng máy bắn từ chiến hạm Nga khi xuồng tự sát đến gần. Điều đó thể hiện các vụ tập kích kiểu này được Ukraine lên kế hoạch lẫn phối hợp thực hiện nhịp nhàng ra sao. Họ sử dụng một xuồng tự sát làm mồi nhử để khiến thủy thủ đoàn Nga mất tập trung, trong lúc một số chiếc khác liên tục nhắm vào điểm yếu trên thân tàu. Biên tập viên Thomas Newdick của TWZ đánh giá. Theo Newdick, vụ chìm tàu Shishkunikov cho thấy hạm đội Biển Đen của Nga dễ bị tổn thương trước các vụ tập kích của Ukraine ra sao, đặc biệt là những vụ liên quan xuồng tự sát. Chiến thuật phối hợp này dường như cũng được Ukraine sử dụng trong vụ tập kích ngày 6 tháng 2, khiến tàu tuần tra Sergei Kotov hư hỏng nặng và chìm. Video được truyền thông Nga công bố cho thấy thủy thủ đoàn tàu Sergei Kotov phát hiện một số xuồng tự sát của Ukraine lao tới phía sau và khai hỏa súng máy để ngăn chặn.
Tuy nhiên, nhóm xuồng tự sát bám theo tàu Sergei Kotov không công kích, mà tìm cách buộc chiến hạm này di chuyển ra vùng nước rộng bên ngoài thị trấn cảng Fedosia. Biên tập viên David Ace của Forbes cho biết, tại đây một nhóm xuồng tự sát khác của Ukraine đã phục sẵn và đồng loạt tấn công. Thay vì điều khiển từng chiếc tìm cách xâm nhập khu vực chiến hạm Nga neo đậu, Ukraine đã sử dụng chiến thuật tấn công bầy đàn bằng trận địa phục kích. Ace cho biết, điều đó cho thấy đơn vị vận hành xuồng tự sát của Ukraine đã phối hợp rất chặt chẽ khi tung đòn, áp đảo và thậm chí dù ép chiến hạm Nga. Video do tình báo Ukraine đăng cho thấy xuồng tự sát Magura V5 tấn công cả hai bên mạn tàu Sergei Kotov. Ít nhất một xuồng tự sát lao vào trong lỗ hổng trên tàu Sergei Kotov do đòn tấn công trước đó gây ra, rồi phát nổ bên trong. Viện nghiên cứu chiến tranh ESW của trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã cố gắng kéo chiến hạm Sergei Kotov về cảng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, hư hại quá nghiêm trọng khiến con tàu chìm ở khu vực ngoài khơi phía đông nam bán đảo Crimea. Ukraine cho biết một xuồng tự sát Magura V5 có giá khoảng 250.000 đô la Mỹ khi sử dụng 5 chiếc Magura V5 tấn công tàu Sergei Kotov. Ukraine chỉ mất 1,3 triệu đô la Mỹ để đánh đắm tàu chiến Nga có giá trị hơn 65 triệu đô la. Newdick cho biết video vụ tập kích tàu đổ bộ Caesar Kunikov cho thấy thực tế nghiệt ngã khi một chiến hạm mặt nước bị mối đe dọa mới tấn công, cùng những nỗ lực phút cuối để bảo vệ con tàu trong vô vọng. Điều này có thể thúc đẩy cách tiếp cận mới của Hải quân Nga, Newdick đánh giá. Video cũng nêu bật thách thức của nỗ lực phòng thủ trước đòn tập kích phối hợp chặt chẽ giữa nhiều xuồng tự sát. Nga gặp rắc rối khi chế tạo tên lửa. Ukraine cho rằng Nga không thể tự lực sản xuất tên lửa hiện đại và đơn đặt hàng của quân đội nước này bị chậm từ 4 đến 6 tháng. Trung tâm kháng chiến Ukraine NCR tuần trước tuyên bố các chuyên gia tác chiến mạng của họ phát hiện tài liệu chi tiết về những vấn đề Nga đối mặt trong chế tạo tên lửa. Nga không thể tự lực sản xuất tên lửa hiện đại do công nghệ lạc hậu. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang tìm kiếm nguồn cung mới. NCR tuyên bố đơn đặt hàng tên lửa của quân đội Nga lần đầu bị trì hoãn 4-6 tháng kể từ năm 2022. Trong số tài liệu mà NCR thu được các văn bản từ Trung tâm Công nghệ đặc biệt ở St. Petersburg và nhà máy Duzhna ở tỉnh Moscow, nơi chế tạo tên lửa mà Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. NCR cho biết số tài liệu nói trên là kết quả của chiến dịch tác chiến trên không gian mạng trong hơn một năm. Cơ quan này công bố tài liệu mà theo họ đề cập chi tiết về tên lửa siêu âm KH-32, các sửa đổi của mẫu vũ khí này và tên các công ty trung gian mua linh kiện để chế tạo chúng. Theo NCR, chiến dịch tác chiến trên mạng của họ ngăn Nga triển khai các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời sẽ cung cấp dữ liệu cho các cơ quan liên quan nhằm ngăn chặn các công ty ủy quyền của Nga mà mở rộng biện pháp trừng phạt. Trước đó, giới chuyên gia phương Tây nhận định, Nga thử nghiệm các mẫu tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinza và 3M22 Zircon trong xung đột với Ukraine, đồng thời cố gắng để không lộ thông tin chi tiết giúp đối thủ của nước này phòng thủ tốt hơn trước loại vũ khí mới. James Black, trợ lý giám đốc chi nhánh châu Âu của hãng phân tích RAND, nhận định vũ khí siêu vượt âm tới nay không tạo ra bất cứ tác động lớn nào, chưa bàn tới tác động mang tính quyết định trong chiến sự Nga-Ukraine. Theo ông Black, Nga quyết định sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong xung đột với Ukraine, một phần đến từ nhu cầu thử nghiệm công nghệ mới. Tuy nhiên, điều này cho thấy Nga nhận ra tình trạng căng thẳng của kho dự trữ các loại đạn dược chính xác giá rẻ khác của họ, Black nói. Nga gọi Kinzo là tên lửa siêu vượt âm, song các chuyên gia phương Tây cho rằng đây là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không. Vũ khí siêu vượt âm có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5 trở lên gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Theo lý thuyết, tốc độ cao kết hợp khả năng cơ động khi bay thấp khiến đường bay của tên lửa siêu vượt âm rất khó dự đoán nên khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo. Vốn bay cao và theo quỹ đạo dễ dự đoán hơn. Federico Borsari,
chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu CEBA cho biết. Ukraine nhiều lần tuyên bố hạ tên lửa Kinzo bằng tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ chế tạo. Bosari nhận định việc Nga sử dụng tên lửa Kinzo trong xung đột với Ukraine cho thấy tốc độ và tầm bắn của tên lửa giảm đáng kể khi cơ động, quả đạn cuối cùng dễ bị các tổ hợp phòng không tiên tiến bắn hạ. Một số chuyên gia phương Tây nhận định Nga có thể sử dụng kinh nghiệm thu được từ phòng không Ukraine trong đối phó vũ khí siêu vượt âm để cải thiện chúng. Các nước phương Tây cũng có thể thiết kế hệ thống phòng không để hạ vũ khí siêu vượt âm thế hệ tiếp theo. Thật ngạc nhiên khi Nga đang sử dụng một số tổ hợp tiên tiến vốn nhằm để răn đe NATO. Trong chiến sự với Ukraine, điều này cho chúng tôi cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về chúng. William Abergwehr, cơ quan chức NATO đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IES nhận định, mẫu bom 1,5 tấn Nga dùng để bào mòn phòng tuyến Ukraine. Nga đang tăng cường triển khai bom dẫn đường FAB-1500 nặng 1,5 tấn, đủ sức xóa sổ nhiều cứ điểm để bào mòn phòng tuyến Ukraine. Trước đây chúng tôi chỉ bị pháo kích, nhưng Nga giờ đây bắt đầu sử dụng khí tài đường không nhiều hơn, đặc biệt là bom FAB-1500. Một binh sĩ lữ đoàn không vận độc lập số 46 Ukraine, đơn vị đang phòng thủ tại thành phố tiền phương Krasnohorivka thuộc tỉnh Donetsk cho biết hôm 10 tháng 3. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga gần đây liên tục đăng video có đoàn tập kích bằng bom FA-1500M54 gắn mô-đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK vào loạt thành phố tiền tuyến của Ukraine, trong đó Krasnohorivka. FAB-1500 là bom thông thường được phát triển từ thời Liên Xô với khối lượng 1,5 tấn, trong đó phần đầu nổ nặng gần 700 kg. Đây là một trong những mẫu bom lớn nhất của Nga. Khi ném có thể tạo hố sâu có đường kính 15 m, phá hủy mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 m. Quy lực của bom FAB-1500 tăng lên đáng kể khi được gắn UMPK, cụm dẫn đường gồm thiết bị định vị vệ tinh, hệ thống điều khiển và cánh nâng, được thiết kế nhằm tăng đáng kể độ chính xác và tầm bay của bom. Bom FAB-1500 bắn UMPK là phương án tương tự dòng CDRM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác, thay vì phải sản xuất những quả bom thông minh chuyên biệt có chi phí cao. Nga sử dụng loại bom này để tấn công các nhà máy công nghiệp và nhà cao tầng, những địa điểm được quân đội Ukraine tận dụng làm cứ điểm kiên cố và đài quan sát trong mạng lưới phòng tuyến ở tỉnh Donetsk. Đối phương dùng bom FAB-1500 vì chúng có sức sát thương rất lớn. Ngay cả khi sống sót trong trận bom, binh sĩ phòng thủ cũng bị thương tích và chấn động. Loại bom này tác động rất lớn đến sĩ khí, không phải ai cũng chịu được sức uy hiếp của nó. Mọi người gần như đã quen với bom FAB-500, nhưng dòng FAB-1500 thật sự là địa ngục, binh sĩ lữ đoàn 46 Ukraine cho biết. Các loại bom thông thường gắn UMPK đã trở thành yếu tố quan trọng với chiến dịch tiến công của Nga tại tỉnh Donetsk, cho biết họ xóa sổ nhiều phòng tuyến kiên cố trong khu vực và đánh bật quân đội Ukraine khỏi thành trì Avdiivka hồi giữa tháng 2. Một sĩ quan Ukraine nói rằng Nga đã ném hơn 500 quả bom dẫn đường nhằm vào Avdiivka chỉ trong vài ngày trước khi có lệnh rút quân, với mức cao điểm là 250 quả trong vòng 48 giờ. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inas cũng nhiều lần thừa nhận nước này chưa tìm ra biện pháp đối phó bom UMPK. Justin Bronk, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Rishi, cho rằng Nga có sẵn lượng lớn bom thông thường để hoán cải và chỉ bị giới hạn bởi tốc độ sản xuất các bộ UMPK. Điều này giúp họ sở hữu hỏa lực áp đảo để đối phó phòng tuyến cố định và gây tổn thất nặng cho Ukraine, dù ưu thế chưa đủ để thay đổi đáng kể cục diện chiến trường, ông nói. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga cho biết, lực lượng nước này đã bắt đầu sử dụng bom FAB-1500 gắn bộ UMPK ở Ukraine từ tháng 9 năm 2023. Phi công này nói rằng nhà sản xuất phải thiết kế tổ hợp UMPK hoàn toàn mới cho bom FAB-1500,
Nhấn mạnh đây là mẫu bom dẫn đường có tầm bay xa nhất của Nga hiện nay. Quá trình hoán cải bom không rẻ và cũng không thể diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với những quả tên lửa có giá hàng triệu đô la. Frank nhấn mạnh rằng bom dẫn đường UMBK chỉ được sử dụng để tập kích mục tiêu cố định, nhưng cũng là lựa chọn phù hợp nhất trong cuộc chiến tiêu hao hiện nay, do lực lượng Nga đã nắm rõ phần lớn phòng tuyến và cứ điểm của Ukraine. Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom dẫn đường gắn bộ UMBK có thể bay xa 50-70 km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga cắt bom từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Mối đe dọa ngày càng lớn từ bom UMBK thuộc quân đội Ukraine điều động